Và một cái vấn đề anh em cũng quan tâm nữa là hách như vậy thì có còn được bảo hành không? Thì mình xin nói anh em là hách này vẫn được bảo hành bình thường nha, không có vấn đề gì hết. Mini 4, Mini 3 Pro, Mini 3, E3, Mavic 3, E2, Mini 2, Mini 1 này kia tất cả đều có thể hack được hết nha anh em, tất cả đều có thể hack được hết nha. Viên pin này tới dung lượng tới 5.700 mAh lắm nha, và nhiệt độ pin lúc nào nó cũng mát hết nha. Và anh em có thể thấy là cái cell nó khá là ổn định luôn, cái cell nó anh em thấy cái điện áp nó tuột rất là nhẹ nhàng ha, nó không phải nó tuột những cái viên pin thường hoặc những viên pin plus ha. Cell này mình sử dụng nó cell có dòng xả rất là tốt anh em, dòng xả nó rất là tốt luôn và dung lượng nó rất là cao luôn, khối lượng nó lại nhẹ nữa, cho nên là anh em có thể khá là vô tư ha. Anh em có thể coi thời gian bay dự kiến của nó rất là căng ha, 44 phút ha anh em. Rồi ok anh em, mình sẽ cho anh em coi cái data record của nó nè. Đó. Mình bay tổng cộng 3 lần kể từ cái lúc mà mình mở khóa độ cao ha. Lần đầu tiên là mình theo là 500 m nè anh em. Đó, 500 m ngày 19 tháng 3 2024. Lần thứ hai là mình bay ok nè anh em. Mình bay trong 9 phút ha, mình bay được, mình bay ở độ cao là 802 m ha, cái altitude này là độ cao ha. Vâng, altitude gì nè đó, mình cũng không cần tiếng Anh lắm đâu. Rồi lần thứ ba là mình vừa mới bay nè, là 11 phút này ha. Độ cao là 1,2 km ha. Đó, 1,02 km chứ. Ok anh em, thì mình sẽ thắt cóp ở 81% nha. Và chiều hôm nay là một cái ngày chiều gió rất là mạnh, mình sẽ cố gắng mình lên một cái độ cao cao hơn một tí ha. Tại vì là có một vài anh em bảo là cái này nó không phải thắt độ cao, mà mình cũng không biết tại sao luôn nữa, là mình bay tới 800 m rồi mà anh em vẫn bảo là nó không phải thắt độ cao, thì mình cũng không biết lý do tại sao, muốn làm như bay 1.000 m mới gọi là hách độ cao hay sao á, chắc vậy quá. Ngày nay thì gió khá là mạnh anh em, những tháng này là gió lúc nào cũng mạnh hết. Sự mà nói là nếu mà bay cao thì thật sự là những tháng này là bay rất là nguy hiểm luôn. Home point updated. Gió rất là mạnh luôn, gió rất là dập dìu. Nhưng mà thôi, mình gán mình test lại một lần nữa nha. Mới lên có một chút xíu thôi mà gió nó đã nửa cây thì thật sự là gió nó khá là mạnh ha anh em. Nếu mà không mở khóa độ cao thì anh em sẽ không có thể nào mà bay cao vượt quá 500 m đâu. Mình nói thật cho dù anh em bay trong bất kỳ một cái vùng nào đi chăng nữa nha, bay bất kỳ vùng nào thì anh em cũng không thể nào bay vượt quá 500 m được. Thì chiều hôm nay là một cái buổi chiều là gần như là không có mây rồi, thì chúng ta sẽ không có cái việc mà là săn mây ha, mà chỉ là test độ cao thôi chứ không có săn mây được. Gió lúc này thì nó khá là to anh em, cái độ gió anh em có thể nhìn thấy bên góc trái màn hình, độ gió rất là lớn luôn nha. Mà gió lớn nó không phải là vấn đề anh em, mà quan trọng là nó gió lớn nhưng mà nó gió mà nó ổn định á thì chúng ta vẫn chơi được nha. Còn gió mà nó giật á anh em, gió giật thì thực sự rất là khó chơi nha, gió giật rất là nguy hiểm, bay cao mà gặp gió giật thì nguy hiểm lắm. Mình đang tìm hướng gió, có vẻ như là hướng gần gần đúng hướng gió rồi đó. Mới đây nó báo strong wind rồi kìa, gió giật đó anh em. Mình lên độ cao mình nâng độ cao từ từ ha, mình không có nâng hết ga ha. Nâng hết ga thì nó gặp những cơn gió giật rất là nguy hiểm nha anh em. Cam xuống một tí quan sát dưới cho nó phê. Gió mà ổn định thì vẫn lên được nha, nhưng mà sợ gió không ổn định thôi.
Đó, anh em vượt qua 500m rồi đó anh em. Nó không cảnh báo gì trơn nha. Ví dụ như mà anh em không ở khóa độ cao thì nó vừa qua 500m tí thôi nó đã cảnh báo anh em rồi. Con này nó qua 500m nhưng mà nó không hề có cảnh báo gì trơn ha. Độ cao nó đã được mở rồi đó anh em, mà nó vẫn còn có thể lên cao hoài miễn là pin còn đủ và sóng còn mạnh. Và con máy của anh em nó chịu được gió ha, là anh em muốn bay bao nhiêu cũng được trơn á. Còn mà nếu mà pin không đủ, sóng không mạnh và kháng gió không đảm bảo thì anh em khó thể đạt được độ cao cao hơn nha anh em. Đó, vấn đề nó là như vậy thôi. Bởi nói chung là DJI giới hạn 500m nó cũng có lý do anh em. Một số cái hãng khác như Hubsan hay là Xiaomi này kia ha, họ làm ra bay cao 800m này kia nọ đồ sẵn ha, thì thực sự mà nói lên tới con số 800m thì cái máy bay nó đã rất là nguy hiểm rồi nha. Còn nếu mà muốn lên cả 1000m như những cái đời mới bây giờ như Mavic 3 hay là E3 thì thực sự là nó phải đạt cái kích cỡ cái body máy bay nó lớn đến như vậy á, thì anh em mới lên được cả 1000m nha. Còn không thì anh em không nên, mình nghĩ là anh em không có nên lên quá cao đâu, nguy hiểm lắm anh em. Gió trên cao rất là mạnh anh em. Đó, bởi thành ra là những cái mà lên cả 1000m này nọ rồi đó thì thôi. Để so tài thì được, chứ thực ra trong thực tế thì mình không nghĩ là lên cả 1000m đó để làm gì hết á. Nha, nó vô cùng nguy hiểm luôn, lên cả 1000m nó nguy hiểm lắm. Thì giờ 900m rồi anh em thấy không? Đâu còn gì để thấy nữa đâu, đúng không? 900m là hết, không còn gì để thấy hết. Vui vậy thôi. Bên này thì không có mây đâu, thì cho nên là anh em đừng cầu mong là mình sẽ lên mây để cho anh em xem ha. Thật ra vẫn có mây 1000m rồi ha. Rồi ok, xuống được rồi anh em ơi, 1000m rồi, gió báo gió rồi ha. Đó, 1000m anh em. Bây giờ mình hạ xuống nè. Thôi mình record một đoạn đi. Đó, mình record một đoạn ở 1000m nè. Đó, ở đây là ở chiều cao 1000m nha. Gió rất là nguy hiểm nha. Đó, độ cao 1000m nha anh em. Cái này mọi thứ thì phải đảm bảo là phải nói là nhẹ nhàng nhất có thể nha, vì nó đang ở độ cao rất là cao rồi. Đó, 1000m anh em. Báo strong wind liên tục luôn nha anh em. Thôi mình ngưng hết anh em. Mình cho cái máy bay mình nó thấp xuống nha. Mình sẽ xoay nó lại anh em ơi. Xoay về hướng gió thôi anh em ơi. Đồng thời mình hạ độ cao xuống ha anh em. Rồi mình hạ độ cao nha anh em. Strong wind hoài luôn, rất là nguy hiểm. Đó, mình đang hạ độ cao nó xuống ha. Đó, anh em thấy 1000m nó làm sao? Phê không? Đấy, thì là như vậy thôi. Quan trọng là cái pin của anh em nè. Pin của anh em phải đủ nè. Đó, ở trên cao thì nhiệt độ pin nó khá là thấp anh em. Thì mình, nhiệt độ mình sẽ không lo. Nhưng mà cái mật độ năng lượng thì nó phải cao để đảm bảo chuyến bay nó an toàn. Rồi cái nữa là kháng gió nó phải đảm bảo nha. Rồi cái nữa là sóng truyền phải đủ mạnh nha. Sóng mà không đủ mạnh thì chúng ta sẽ hơi bị khó điều khiển nha. Sóng nó phải mạnh mới được. Thì con DJI Mini 4 Pro thì nó xài sóng O4 thì sóng nó khá là mạnh nha anh em. Sóng mạnh này thì vô tư, không có phải lo lắng lắm về vấn đề sóng nha. Thì bay trên cao đó, nó có cái xương anh em, nó mờ hình, nói chung là nhìn không có được rõ đâu anh em, không có phải rõ như chúng ta tưởng tượng, nó hình nó mờ lắm. Mình đang hạ độ cao nó ha. Chung ngày hôm nay là sóng, ngày hôm nay là gió, vậy là cũng tương đối ổn rồi đó. Gió không quá mạnh đó anh em, chứ gió mạnh nãy giờ thì mình cũng đánh lô tô luôn rồi đấy anh em. Gió nói chung vậy cũng được, có thể lên cả 1000m mà không cảm thấy là nó bị đuối ha. Thì lên cả 1000m thì anh thấy pin nó còn rất là nhiều hết anh em. Thì khả năng là nó có thể lên 2000 hoặc là 3000m mà không có bất kỳ một cái vấn đề gì hết về pin nha anh em. Chỉ có vấn đề về gió mái này kia, sóng sánh này kia các kiểu thôi.
Còn vấn đề về pin thì mình nghĩ không có gì phải lo, tại vì viên pin này tới dung lượng tới 5.700 mAh lắm nha, và nhiệt độ pin lúc nào nó cũng mát hết nha. Và anh em có thể thấy là cái cell nó khá là ổn định luôn, cái cell nó anh em thấy cái điện áp nó tuột rất là nhẹ nhàng ha, nó không phải nó tuột những cái viên pin thường hoặc những viên pin plus ha. Cell này mình sử dụng, nó cell có dòng xả rất là tốt anh em, dòng xả nó rất là tốt luôn và dung lượng nó rất là cao luôn, khối lượng nó lại nhẹ nữa, cho nên là anh em có thể khá là vô tư ha. Anh em có thể coi thời gian bay dự kiến của nó rất là căng ha, 44 phút ha anh em, bay rất là căng luôn. Mà pin này mình bay rất là nhiều lần rồi, nó rất là ok. Anh em thấy điện áp không, nó giảm rất là nhẹ luôn, cho dù anh em lên hay ga hay là xuống ga thì cái điện áp này nó khá là ổn định nha anh em, nó ít có cái hiện tượng mà nhảy điện áp nhiều luôn nha, nó nhảy rất là ổn định luôn, nó nhảy đều thôi chứ nó không có phải là nhảy giật cục đâu. Cell này rất là ngon luôn, em phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Đó thì mình nãy mình mới lên 1000m cho anh em xem rồi ha, để anh em bảo là mình pha ke hắt độ cao nữa, hắt độ cao mà pha ke sao được đúng không, lên 1000m đó rồi thì không có cách nào mà pha ke được hết. Và một cái vấn đề anh em cũng quan tâm nữa là hết như vậy thì có còn được bảo hành không, thì mình xin nói anh em hết này vẫn được bảo hành bình thường nha, không có vấn đề gì hết. Mini 4, Mini 3 Pro, Mini 3, E3, Mavic 3, E2, Mini 2, Mini 1 này kia tất cả đều có thể hết được hết nha anh em, tất cả đều có thể hết được hết nha. Nhưng mà hết này lưu ý với anh em nó là hết có giới hạn nha, chứ không phải là hết muốn bao nhiêu cũng được nha, hết có giới hạn nha anh em. Đó thì nó có giới hạn thì có sao mình nói vậy thôi, chứ anh em đừng nghĩ là mình theo dệt thêm này kia rồi thì tội cho mình ha, mình nói anh em có sao mình nói vậy đó. Rồi ok thì mình đã tới mặt đất rồi nha anh em. Với cái viên pin 5700 mAh này của mình thì nó không có phần lồi ra, cho nên anh em cứ yên tâm khi sử dụng, nó không có sợ nó bị mất cân bằng cái thiết bị bay hay là quá tải motor này kia nọ đâu nha, tại vì là tất cả đều nó nằm gọn trong body hết rồi, thì nó không có phần lồi ha, nó không có phần lồi thì không có phải sợ nó về vấn đề về trọng tâm, về vấn đề về thiết kế, thay đổi thiết kế này nọ ha, rất là yên tâm để có thể sử dụng nha anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau, và mình sẽ quay mặt của mình cho anh em coi để coi thử cái mặt của mình có đủ uy tín không nha anh em. Mình đây nè anh em. Hey, hello, đủ uy tín chưa? Ok anh em. Rồi ok anh em, mình sẽ cho anh em coi cái data record của nó nè. Đó. Mình bay tổng cộng 3 lần kể từ cái lúc mà mình mở khóa độ cao ha. Lần đầu tiên là mình theo là 500m nè anh em. Đó, 500m nha. Ngày 19 tháng 3 2024. Lần thứ hai là mình bay ok nè anh em. Mình bay trong 9 phút ha, mình bay được, mình bay ở độ cao là 802m ha, cái altitude này là độ cao ha. Bom altitude gì nè đó, mình cũng không gần tiếng Anh lắm đâu. Rồi lần thứ ba là mình vừa mới bay nè, là 11 phút này ha. Độ cao là 1,2 km ha. Đó, 1,02 km chứ. Là mình bay hơn 1000m ha. Đó. Đầy đủ nha. Mở muốn cho anh em xem luôn. Nano GPS nè, có GPS là mình bay lên nè. Đó. Đó đây nè, anh em coi nè. 600m nè, thấy không? Đó, 600m này nè, 800m nè, 1023m nè. Đó, mình đạt đến 1023m nha. Rồi là mình hạ xuống nè. Là thiết bị là DJI Mini 4 Pro ha. DJI Mini 4 Pro nha. Đó là thiết bị mới nhất dòng mini của DJI ha. Cái này không có pha ke được đâu anh em. Đó thì mình nói có sao mình nói vậy thôi, không có pha ke được, nó là DJI Mini 4 Pro. Lần trước cũng là DJI Mini 4 Pro luôn. Bay được ở 800m nè, mà nó báo strong wind liên tục, thôi mình xuống ha. Đó cũng là DJI Mini 4 Pro ha. Rồi ok anh em, thế thôi.